Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 13. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Hội nghị được trực tuyến đến 11.632 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, có sự tham dự của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết, kết luận hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, các đại biểu được học tập quán triệt các chuyên đề gồm: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những chuyên đề này do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau chương trình quán triệt, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương dành nửa ngày để triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.